Cái gì đây? Có mùi chết người quá. Chờ hết cái này đi, cái này có mùi chết người lắm. À không sao hết. À. Mình cứ tưởng là nhảy lên là nó bay lên, nó đẩy lên ấy. Nó Hey. Heyo. Rồi, đó, mình phải thả tay từ từ thôi không? Không được vội. Hà Nội không vội được đâu. Easy. Mắt tay dài thế. Tay anh này dài vậy. Kẹt tay này. Ngồi đây phải an toàn hơn. Cái địt còn mà đang bảo ngồi đây an toàn hơn. Ngu, ngu người, ngu người. Nè, tao này bắt đi. Còn cây nữa, lấy nốt cây này là nó chết. Đây này, đứng chờ đi. Má nó ôm chặt quá. Ngu, ngu. Oh my god. Sợ đi. Trong một phút này mình tưởng là tự ấy lại thật chứ, tự cử bàn tay sống lại được chứ. Mất dạy mày. Chó mất dạy này. Mọi tao phải đạp cho mày đá sướng lên. Fuck you. Mày nữa. Chừa nha con chó. Chuẩn bị có miếng đồ ăn trên cái bầy chuột này. Tôi đã bị bụng quá. Somebody help me. Đây có đoàn không? Nope. Tôi đói bụng quá đi. Eo. Ăn con chuột, mình sẽ ăn con chuột. Ngoam. Má nói chơi tôi làm thật con. Mình chỉ bảo nhân vật đùa tí thôi. Thằng này không phân biệt được đùa với thật là gớm quá. Thứ gì cũng phải người nữa mày friend ạ. Ây da, đồ ăn nè. Trời ơi, ăn đi em, ăn đi. Ăn đi, đừng ăn thịt chuột nữa. Đồ ăn quá trời nè. Tiếng thằng nào đang mài dao đấy. Oh shit. Thôi đừng có mò. Help. À, bị lừa rồi con chó. Ngu.
Đầu to nhưng mà rất ngu. Ha ha ha, bị lừa lần hai nha con chó. Tuổi đã mà bắt được chuỵ. Ê con kia chạy đâu cho tao chạy với. Fuck. Ơ, chết vợ rồi. Cửa khóa rồi. Shit. Haha. Ở trên này thì bố nó không bao giờ bắt được mình. Để mình ra ném này cho nó chấn thương sọ não này. Giống như trong mấy cái phim ấy, cái này mình chỉ cần ném vào đâu thôi là chấn thương sọ não liền. Hiểu không? Đứng im đó. Mẹ. Thấy giờ mình nói rồi, game này muốn được đi trong được trí tưởng tượng khó lắm. Đòi hỏi sự cố gắng và sự may mắn ở đây. Ồ may quá, xin là SML. Có gì hot. Cá nè. Nay chúng ta ăn cá nha my friend. Cá nè. Easy. Sao? Này ai bảo là cái gì? Không biết dùng đến màn nhà bếp sẽ như thế nào nhỉ? Ý cái đồ yếu mà. Tuổi. Hay quá Dũng ơi, thank you tiền sẽ tiến my friend. Lớp da người, what? Mấy cái mực nói gì vậy? Heyo. Let's go. Mà, mình tưởng tòa nhà đi lên còn mình ở lại mới ghê chứ. Bọn này làm camera nó sai thế nào nhỉ? Tèo. Ơ, cái gì vậy? Help. Không biết dùng đến màn nhà bếp sẽ như thế nào nhỉ? Ý cái đồ yếu mà. Này mình có lỡ nói gì nữa. Hồi nãy mình có nói gì nó hơi sai my friend, bỏ qua cho my friend. Hả? Vừa này mình có nói gì nó hơi công nhận màn này khó đấy. Ai này mà nói màn này khó, công nhận màn này khó đấy my friend. Giờ lên lại đồng ta. Hello. Oh yes. Ai mà biết là đi xuống lại. Chúa mới biết là đi xuống lại mày friend ạ. Giờ đi kiếm chìa khóa ra về đó chứ gì. Cái đồ yếu mà. Qua nhà không? Có thằng đang ngủ. Ơ chìa khóa này. What highlight, my friend? Ôi sao bọn này bình yên thế nhỉ? Sao giống như chưa có chuyện gì xảy ra nhỉ? Sao bình yên thế? Bọn này còn chưa biết là mình đang ấy ở trong này nữa. Bình yên phải kích. Run. Ê, lỡ nút. Fuck run. Mình là bấm nút cách. Đâu rồi?
là phải quay lại lấy chìa khóa tiếp. No. Nope. Not today. Nope. Fuck. Có thể dễ hơn được nữa không? Chắc không thể nào dễ hơn được nữa đâu. Tại vì sao? Dũng quá giỏi. Mày friend nghe câu đó bây giờ chưa? Đồ yêu. Ấy, có cái chìa khóa kìa. Wow, easy my friend. Hello, Võ Duy Tấn, kênh không phát triển chuẩn cơ mà nó là fuck you. Trốn đâu? Không có chỗ trốn. Oh shit. Dũng bị xây ra kìa này chứ. Dũng bị xây ra kìa.
Tụi ấy đâu? Tụi ấy đâu mà bắt được mình? Khắc 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 khắc. Bắt này. Chưa đủ tuổi, chưa đủ tuổi, chừng nào biết bay mới bắt được mình mày phải nè. The way we kick it in the dojo is local for show, though we pay.